Lai á. Thì cái nhà thờ này ngày xưa mình cũng cách đây cũng 2-3 tháng mình cũng tổ chức lễ cưới ở đây nè. Hôm nay thì mình về đây để tiếp để mà dự lễ cưới của em Kiều. Thì 6 giờ làm lễ, mọi người đang chụp hình ở trước nhà thờ. Cười ghê. Này làm người mẫu cho quay nữa, giờ quay trước đi. Sau này hơi nhiều khi khó lại lại cho. Bỏ vậy. Lịch sự ra khoanh tay đàng hoàng rồi dạ. Dạ đi con. Dạ đi mà. Dạ đi rồi máy bay đi về. Đó chưa. Dạ đi cái lịch sự ra lên khoanh tay rồi. Nó giỏi cái hay. Đi quay luôn kìa, à, làm kiểu luôn kìa. Làm kiểu á.
con người vất vả cứu sống của mình để chúng ta biết thông cảm cho nhau, biết nâng đỡ nhau và nhất là luôn luôn biết sám hối cánh tân, nhất là biết thương với Chúa. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì cho gia đình của con, cho người bạn đời của con. Yeah.
lời ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt sự giác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang cờ tay ban phúc lành cho tình yêu tu phục của các con và dùng ý định đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng ý định thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh cha hỏi các con về ý định của các con. Vinh Sơn Nguyễn Văn Đức và Maria Lương Trần Ánh Phát, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị cắt buộc không? Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo đạo Đức Kitô và Chúa Thánh không? Thương con. Thương con. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con nên nắm lấy tay nhau và nói lên sự ước thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Vinh Sơn của Nguyễn Văn Đức, mẹ em Maria Vinh Trần Đức Pháp là vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thực hiện cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Vinh Trần Đức Pháp, nhờ anh Vinh Sơn sẽ có rất lệnh cảm ơn và giữ lòng trung thủy với anh khi thực hiện cũng như lúc gian nan, khi xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau là dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria Lương Trần Đức Pháp xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh như cha và con. Cộng đoàn chúng ta vỗ tay
Chẳng ai có
máy con à. Ông đứng ra ngoài luôn đi ông. Dạ rồi, mời đi máy 2, 3. Quá trời luôn rồi. Sau khi làm lễ xong rồi chắc này mọi người về nhà ăn uống rất là vui luôn, rất là đông luôn. Thì hôm nay là lễ giờ thờ, ngày mai bắt đầu nhóm họ và ngày mốt là đãi ăn. Thì hôm nay là bên dòng họ, cả dòng họ tụ họp lại. Quá trời luôn. Bên phụ tây, lớn thứ ba, nằm giữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho đi quẩy vào bạn. Gì? Gọi đi anh kia, anh Cưng. Anh Kiên, gọi đi, gọi đi. Qua đây, qua đây, qua đây. Ngồi đây cũng được. Đi ra đi ngồi đó. Mày không ngồi là mày đi suốt đó. Ngồi đi. 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 Ngồi anh đi xe nào? Để ký cho phu nhân con ngồi đây. Phu nhân ngồi đây chứ. Trở lên trở về hả? Chỗ để. Bây giờ mà mày mua cái này mày mở đi, mở nhà bên đây. Bạn chú Tư nãy ở nhà tao dọn gì vậy? Cái chỗ này sao không được? Nó kêu dọn hết cái chỗ này luôn, cứ chất dài đây luôn là. Cái này đâu?